Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu tổ chức hội nghị phổ biến tuyên truyền luật bảo vệ môi trường năm 2020 đến đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận và các chức sắc, chức việc, các tôn giáo trên đại bàn quận. Tại hội nghị, báo cáo viên đã tập trung vào những điểm mới trong quyền tắc, quan điểm, chính sách, các hoạt động đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, những điểm mới về quản lý chất thải rắn trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh hội nghị nhằm trang bị những kiến thức kỹ năng để cán bộ mặt trận cơ sở từng bước tập hợp nhân dân xây dựng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh